Bây giờ con tiếp tục tu tập nẻo thứ năm, chánh mạng. Chánh mạng thuộc về pháp trần. Pháp trần có hai loại: một, vật chất; hai, tinh thần. Chánh mạng là gì? Chánh mạng là sự nuôi sống thân mạng bằng vật chất và bằng tinh thần chân chính, lương thiện, trong sạch. Vậy nuôi sống thân mạng bằng vật chất, tinh thần chân chính, lương thiện, trong sạch của đạo Phật là gì? Là thiện pháp. Ở đâu có sự nuôi sống thân mạng bằng vật chất, tinh thần chân chính, lương thiện, trong sạch thì ở đó thân tâm giải thoát, an vui, hạnh phúc. Vậy thiện pháp của con là gì? Là 10 giới mà thầy đã dạy ở trên. Vì thế Đức Phật dạy chánh mạng là để chúng ta hiểu rõ từ vật chất đến tinh thần để nuôi mạng sống. Về thực phẩm nuôi sống, phải làm bằng nghề nghiệp lương thiện, không có sự đau khổ của chúng sanh trong đó, không có sự gian tham trộm cắp trong đó, không có máu xương chúng sanh trong đó, không có sự gian lận trong đó. Về tinh thần, phải bằng chánh pháp, không được gặp pháp nào tu theo pháp này, mà phải có sự cân nhắc kỹ lưỡng. Người theo đạo Phật muốn nuôi tâm mình bằng thực phẩm tinh thần thì phải cân nhắc, cảnh giác kỹ lưỡng. Vì tà pháp đang lẫn lộn trong chánh pháp, rất khó phân biệt. Cho nên chánh mạng trong đạo Phật là nuôi thân mạng, vật chất lẫn tinh thần, đều lấy giới luật và làm thực phẩm mà con đã học. Tóm lại, trong đời sống hàng ngày tu tập theo đạo Phật, con phải sửa lại những thực phẩm nuôi mạng sống hàng ngày bằng những thực phẩm lương thiện do nghề nghiệp làm ra bằng mồ hôi nước mắt của mình. Những thực phẩm đó không có sự đau khổ chết chóc của chúng sanh. Về món ăn tinh thần, pháp môn không có mê tín, trừu tượng, mơ hồ, ảo tượng, vân vân, thì đó là thiện pháp, giới luật của Đức Phật. Nhờ đó thân tâm con sẽ được thanh thoát, an vui, hạnh phúc, giải thoát.